Trang Hải kính chào anh chị bà con mình đang xem TikTok Nhà Đẹp Trang Hải. Hôm nay Trang Hải sẽ giới thiệu cho bà con một cái căn nhà sát bên chợ Gò Đen luôn. Từ đây mình đi ra quốc lộ 1A chỉ có 500m thôi. Và nhà của mình á thì gần các khu công nghiệp Dinsen, khu công nghiệp Phúc Long, khu công nghiệp Chinh Lu. Đó, nhà của mình á thì bây giờ có diện tích ngang, đường của mình là đường ô tô nha bà con. Nhà của mình diện tích ngang 4,5m về chiều 10m, được kết cấu á một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Tại bên Trang Hải á, thì làm việc với ngay chủ đầu tư luôn, cho nên để cho mình với cái giá rất là rẻ so với thị trường, chỉ có 850 triệu thôi. Bà con sẽ sở hữu nhà và đất vĩnh viễn luôn. Đó, bà con nào quan tâm thì tối nay Trang Hải xin mời bà con đúng 7 giờ trên kênh YouTube Nhà Đẹp Trang Hải. Đó, Trang Hải sẽ review chi tiết từng căn nhà luôn. Dạ, hẹn bà con gặp lại tối nay.